Man United đàm phán hỏi mua tiền đạo Morata. Xavi Simons có câu trả lời cho MU. Vấn đề của tuyển Italy ở Euro 2024. Man United đàm phán hỏi mua tiền đạo Morata. Tờ Sabat của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Man United đang trong cuộc đua giành tiền đạo trung tâm của Atletico Madrid, Alvaro Morata. Theo tờ Sabba, các câu lạc bộ như Man United, AS Roma, Juventus, Borussia Dortmund và Fenerbahce đều quan tâm đến cầu thủ 31 tuổi của Atletico Madrid. Người đại diện của Morata đang đàm phán với hầu hết các câu lạc bộ này, bao gồm cả Quỷ Đỏ, đội đang theo đuổi một phương án dự phòng cho Rasmus Højlund vào mùa hè này. Morata là một tiền đạo tài năng với đẳng cấp đã được khẳng định. Kinh nghiệm của anh sẽ rất hữu ích cho một chân sút trẻ như Højlund. Tuyển thủ Tây Ban Nha từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Man United. Morata có điều khoản giải phóng 12 triệu euro trong hợp đồng với Atletico Madrid. Điều đó khiến anh trở thành một bản hợp đồng chất lượng, giá phải chăng cho các câu lạc bộ. Tờ Sabat cho biết rằng Fenerbahce sẵn sàng đưa ra mức lương 4,5 triệu euro trên một năm cho Morata và vẫn phải chờ xem Man United cùng các câu lạc bộ khác sẽ gửi đến lời đề nghị như thế nào để thuyết phục ngôi sao 31 tuổi. Mùa giải này, Morata đã có 21 bàn thắng và 5 đường kiến tạo sau 48 lần ra sân cho Atletico Madrid. Anh ấy là đội trưởng của Tây Ban Nha tại Euro 2024 và đã ghi một bàn thắng trong trận mở màn với Croatia. Xavi Simons có câu trả lời cho MU. Xavi Simons cho biết anh hạnh phúc ở Paris Saint-Germain nhưng sẽ đưa ra quyết định về tương lai của mình sau khi chiến dịch Euro 2024 của Hà Lan kết thúc. Cầu thủ 21 tuổi, sản phẩm của Học viện Barcelona, đã hoàn tất việc chuyển đến Paris Saint-Germain vào năm 2021 trước khi trở về quê hương Hà Lan để gia nhập PSV Eindhoven. Ghi 22 bàn ở mùa giải 2022-23. Phong độ ấn tượng của Simons ở PSV đã khiến PSG kích hoạt điều khoản mua lại trị giá 5 triệu bảng. Hè năm ngoái, PSG cho RB Leipzig mượn cầu thủ chạy cánh người Hà Lan, nơi anh đã ghi 8 bàn thắng và 11 pha kiến tạo ở Bundesliga mùa trước. Nhưng tương lai của Simons vẫn chưa chắc chắn, bởi nhiều đội bóng lớn muốn có cầu thủ này. Arsenal từ lâu đã được cho là có sự quan tâm mạnh mẽ đến Simons. MU mới đây cũng gia nhập cuộc đua giành ngôi sao của Paris Saint-Germain. Man City và Bayern Munich cũng đang theo dõi Simons, người có hợp đồng với đội bóng nước Pháp đến năm 2027. Mới đây khi được hỏi về tương lai, Xavi Simons cho biết: "Tương lai của tôi chưa biết. Tôi ở đây, hạnh phúc với đội tuyển quốc gia của mình. Chúng ta sẽ xem sau Euro điều gì sẽ xảy ra. Tôi có muốn quay lại Paris không? Tôi hạnh phúc ở Paris. Mọi chuyện đã xảy ra. Tôi đã ở RB Leipzig mùa này. Sau Euro, chúng ta sẽ thấy. Tôi cũng thấy người hâm mộ luôn chúc tôi những điều tốt đẹp nhất và điều đó thật tốt." Tuyển thủ Hà Lan được PSG định giá khoảng 60 triệu euro, tức khoảng 51 triệu bảng. Luis Enrique đã cố gắng hết sức để gạt bỏ những tin đồn về tương lai của Simons khi được hỏi về tình hình của cầu thủ người Hà Lan trong cuộc họp báo vào tháng trước. Vấn đề của tuyển Italy ở Euro 2024. Sai lầm chiến thuật của huấn luyện viên Luciano Spalletti hay các quyết sách nhân sự chưa hợp lý khiến Italia đối mặt với lượt trận cuối đầy bất trắc tại bảng B Euro 2024. Khoảnh khắc có thể xem là biểu tượng của Italy tại Euro 2024 đến từ trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha tại lượt đấu thứ hai. Giovanni Di Lorenzo cúi mặt sát đất, mồ hôi đầm đìa sau khi truy cản thành công Nico Williams. Biểu tượng vì đấy là lần hiếm hoi Di Lorenzo cản được số 17 của Tây Ban Nha sau những thất bại liên tục ở các tình huống 1-1. Cách biệt giữa Italy và Tây Ban Nha lớn thế nào? Tỷ số hẳn nhiên không đủ để phản ánh chính xác những gì diễn ra trên sân Ventin Arena. Trước trận, huấn luyện viên Luciano Spalletti ám chỉ Italy sẵn sàng đá xấu để có thể giành chiến thắng trước đối phương. Sau trận, cựu huấn luyện viên Napoli chỉ biết chào thua trước đối thủ cả về lối chơi lẫn thể lực. Tây Ban Nha vượt trội trong các lựa chọn, cách gây sức ép, lối đá tập thể và tất cả đều xuất phát từ thực tế là chúng tôi không sắc bén bằng họ, ông nói. Spalletti nói không sai, nhưng những khác biệt giữa Tây Ban Nha và Italy được đào sâu bởi chính những sai lầm của nhà cầm quân này. Không hiểu lý do gì, ông hút Jorginho ngay sau hiệp 1 và bị Tây Ban Nha đè bẹp trong hiệp 2 khi tuyến giữa mất khả năng cầm bóng. Andrea Cambiaso, cầu thủ được Spalletti thay vào ngay đầu hiệp 2, chia sẻ trên báo Italy thế này: "Giữa giờ, Spalletti bảo tôi vào sân để giữ bóng chắc và mở rộng cự ly đội hình. Hình như tôi không làm đúng. Tây Ban Nha dường như lên bóng nhanh hơn, mạnh hơn." Brian Cristante, cầu thủ được đưa vào thay chính Rodinho liên tục đỡ bóng hỏng và trở thành một hố đen trên sân. Những sai lầm của Spalletti trước Tây Ban Nha lật tẩy hoàn toàn các vấn đề của Azzurri tại Euro 2024. Chiến thắng trước Albania yếu hơn hẳn về đẳng cấp
không thể che mờ nổi những lỗi hổng ở cánh phải, nơi Federico Chiesa và Di Lorenzo quá thiên về tấn công cũng được bố trí chơi và gần như bỏ phòng ngự trong phần lớn thời gian. Trước Tây Ban Nha với khả năng cầm bóng tốt hơn, kỹ thuật hơn, tự tin hơn, với đại diện là Nico Williams, Italy của Spalletti sụp đổ. Chỉ cần vài đường phối hợp nhóm 3 cơ bản, Tây Ban Nha đã đưa được Nico Williams đối mặt 1-1 với Di Lorenzo. Nếu chuyện này xảy ra 1-2 lần, đó có thể là nỗ lực cá nhân đơn lẻ của cầu thủ Atlético Bilbao. Nhưng nếu chuyện này liên tục xảy ra như trong 90 phút tại Ventis Arena, đấy là lỗi đấu pháp của Spalletti. Ông quá tự tin trước khả năng cầm bóng của các tiền vệ mà quên mất họ làm được điều này trước Albania, yếu hơn hẳn ở trận ra quân. Còn Tây Ban Nha, bất chấp việc không còn Sergio Busquets hay Thiago Alcantara, vẫn là siêu cường xét riêng về khả năng kiểm soát. Việc thiếu vắng các nhân sự có khả năng dê bóng như Lorenzo Insigne, Domenico Berardi khiến Italy đánh mất khả năng tạo ra đột biến nhờ các pha qua người. Nghịch lý nằm ở chỗ, cầu thủ làm điều này giỏi nhất trong chiến dịch chinh phục cúp bạc cách đây 3 năm của Azzurri, Federico Chiesa chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình khi bị Spalletti đẩy sang cánh phải trong vai trò wingback ở sơ đồ 3-4-2-1. Báo chí Italy sau trận Azzurri thua toàn diện Tây Ban Nha đã chỉ ra việc Spalletti chuẩn bị thay thế nhiều phương án nhân sự để chuẩn bị cho trận cầu quyết định với Croatia. Scamacca sẽ bị lẩy lên ghế dự bị. Matteo Gueterui của Genoa được xung trận trong khi Matteo Darmian lại được đẩy vào đá trung vệ lệch phải trong hàng phòng ngự 3 trung vệ. Vị trí vốn rất quen thuộc với cựu binh này tại cấp độ câu lạc bộ. Quan trọng nhất, Chiesa sẽ được giải phóng trách nhiệm phòng ngự và được chơi tiền đạo. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ khiến Italy quên đi trận thua toàn diện trước Tây Ban Nha. Nhưng trên hết, đây cũng là các thay đổi Azzurri buộc phải làm để tự quyết số phận của chính mình. Spalletti trong gần 20 năm cầm quân chưa bao giờ được đánh giá là một huấn luyện viên giỏi ở các trận đấu đánh quyết định. Nhưng ông không được phép xảy chân ở trận đấu với Croatia rạng sáng 25 tháng 6 theo giờ Hà Nội. Bất chấp việc không còn là ông lớn của bóng đá thế giới khi vắng mặt tại hai kỳ World Cup liên tiếp, Italy vẫn là thế lực ở cấp độ đội tuyển tại sân chơi Euro khi vô địch năm 2020, vào chung kết Euro 2012 và vào tứ kết Euro 2016. Thành tích ấy buộc phải tiếp tục. Spalletti nên hiểu điều này.